Nhưng xin chào quý chú anh chị, cái vị trí của lô đất này thời điểm năm rồi, thời điểm sốt thì nó rơi vào tầm khoảng 1 tỷ 50 cho tới 1 tỷ 80 triệu. Hiện tại thì chủ kêu bán lô đất này với cái giá chỉ 880 triệu. Vị trí nó khá là đẹp quý chú anh chị. Thứ nhất là nó không có lỗi phong thủy, rất sạch sẽ ha. Thứ hai là đất cao ráo, về là xây dựng là sẽ tiến hành bắt tay vào xây liền luôn, không cần phải chờ đợi cũng như là không cần phải tốn thời gian cũng như là tốn tiền san lấp ha. Cột mốc mình có sẵn nè, từ cột mốc đó qua mốc này là 4m, sâu vào 12m, nó bằng với căn nhà hiện tại nè. Có ống nước sẵn luôn đó, mình về chỉ cần là mình đấu vào là mình sử dụng thôi chú chị. Vỉa hè 2m, lòng đường là 6m. Khu dân cư này thì rất là đông đúc rồi. Một cái vị trí rất là đẹp, đối diện thẳng qua công viên. Thì khi mà con chú chị mình xây dựng á, mình sẽ nhìn thẳng qua cái công viên này, cho nên là mình sẽ rất là thông thoáng cho cái căn nhà của mình, bởi vì nó không có bị vướng víu cũng như là không có nhà ai đối diện lại. Đâm ra nó rất là thoải mái cho chú chị mình, giống như căn nhà hiện tại nè. Đó, view qua ha, mình mở cửa sổ đồ này kia, mình mở cửa này kia là nó cũng thoải mái vô tư. Gió rất là mát, nó không có ai dòm ngó mình hết, rất là riêng tư luôn. Xéo qua bên kia thì có một cái công viên, gọi là công viên Nhật Bản ha. Còn ở đây là trước, view trước đất của mình, có một cái công viên nhỏ. Thì ở đây có vỉa hè của công viên này nó lên tới 4m lận. Cho nên là khi mà chú chị mình chiều á, mình đặt bàn ở đây, mình ngồi mình hóng gió, mình ngồi trò chuyện với gia đình bạn bè này kia, cũng rất là thoải mái vô tư. Phía sau của lô đất mình là đường trục chính TC5, là một cái con đường nó dài thứ hai của dự án của mình. Cho nên là khi mà mình cái vị trí này mà mình di chuyển nó rất là thuận lợi. Còn xa bên kia nữa thì nó là đường trục chính đường KT11, đường nó rộng tới 24m, thì cái đường đó nó cắt ngang dự án của mình luôn. Cho nên là khi mà mình mua ở đây vị trí này thì mình di chuyển nó thuận tiện, đi đâu cũng được hết. Còn ở đây mình sẽ đi ra cổng sau, cổng sau mình rẽ tới trái ra cổng sau, mình đi ra ngoài tỉnh lộ chính. Nếu mà cô chú chị mình ở cái hướng Sài Gòn đi về mà mình mua nhà ở đây, mình xây nhà, mua đất xây nhà ở đây luôn á, thì nó sẽ rút ngắn được nó tầm khoảng chừng 6-7 cây số, nó rất là tiện cho mình. Thì cái đường hiện tại nó còn đang xấu thôi, còn sau này đổ nhựa đó thì cái giá trị của khu này nó sẽ rất là cao. Xung quanh thì dân ở cũng khá là nhiều rồi, ở đây có nhà đây kế bên mình, còn xích lên kia xíu là một cái dãy nhà phố của bên phía chủ tư Cát Tường họ xây dựng và bán cho người dân. Thì bây giờ người dân thì ở khá là nhiều rồi, cũng như một số nhà riêng lẻ ngoài đây. Đó, rất là sướng ha. Cái lô đất này nếu như mà con chú chị mình đang có nhu cầu gọi là tìm một cái lô đất nhỏ nhỏ xinh xinh, cũng như là một cái diện tích nó vừa phải để xây cái nhà lên nó vừa với tài chính của mình. Lô đất của mình với giá 808 thì cô chú chị mình bỏ qua thêm khoảng chừng 500-600 nữa là mình xây một căn nhà một trệt một lầu, là ở là vi vu thoải mái sung sướng luôn mình chú chị, rất sướng ha. Tầm khoảng 1.5 tỷ thôi là có được một cái căn nhà tuyệt vời để mình ở. Lô đất này thì hiện tại là sổ hồng riêng có sẵn, cho nên mình mua bán là sẽ công chứng và sang tên liền nha, không cần phải chờ đợi gì hết nha chú chị. Rồi, Nhân cảm ơn chú chị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video của Nhân. Nếu mình thấy lô đất này nó hợp với cái nhu cầu của mình cũng như là nó vừa với tài chính của mình thì trực tiếp liên hệ với Nhân để mình xuống mình xem đất thực tế nha chú chị. Nó xong riêng thì có sẵn rồi, mua bán là công chứng sang tên liền thôi, nó không cần phải chờ đợi gì hết, rất là sướng nha. Và Nhân cũng nói luôn, đây là một cái vị trí đẹp, sạch sẽ, không lỗi phong thủy. Cái tiếp theo đó là một cái giá, một cái mức giá tạm gọi là rẻ nhất thị trường của cái diện tích 4x12, rẻ nhất luôn nha quý chị, nhất dự án của mình luôn. Đây là một cái cơ hội rất là lớn để cho chúng chị mình nhanh tay, mình ít tiền nhưng mà vẫn mua được đất. Đó, đây là cơ hội nếu như hiện tại thì có ai mua mất thì coi như là cơ hội cuối cùng đã vượt mất nha, hiện tại nha. Còn vụ sau này nữa thì mình tính sao. Rồi, cảm ơn cô chú chị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video của Nhân. Cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi nhiều video sau nhé. Còn bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại.